Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. Rộng cửa ký tiểu Messi, chiêu mộ Dembele. Thay đổi lớn của MU dưới thời Erik ten Hag. Quân 3 lại khiến cổ động viên MU nổi giận và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU rộng cửa ký tiểu Messi, chiêu mộ Dembele. Trong tuần này, MU và Bắc Gia sẽ sớm chốt thỏa thuận dành cho tiền vệ Frenkie de Jong, ở chiều hướng khác, quỷ đỏ vẫn cần một tiền đạo là Paulo Dybala được cho là bản hợp đồng phù hợp nhất, người được mệnh danh là Tiểu Messi. Dybala sẽ chia tay Juventus trong mùa hè này và mong muốn được chuyển sang Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng thành Milan đã ký hợp đồng với Romelu Lukaku, điều này buộc Dybala phải tìm một bến đỗ mới. Huấn luyện viên của Inter đã xác định sẽ không mua thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng này. Tôi rất hài lòng với hàng công hiện tại, Chúng tôi là đội ghi nhiều bàn nhất ở CDA mùa trước và đã mang về Lukaku, vì vậy chúng tôi sẽ tìm kiếm sự bổ sung ở những vị trí khác trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại MU là đội duy nhất thể hiện sự quan tâm tới Dybala, dự kiến Quỷ đỏ sẽ bước vào bàn đàm phán sau khi hoàn thành việc chiêu mộ De Jong. Ngoài ra, Media Food cho biết MU đang hướng sự quan tâm tới tiền đạo Mace Dembele của Lyon, cầu thủ 26 tuổi này đã ghi 22 bàn ở mùa giải trước tờ Manchester Evening News hiểu rằng Erik Ten Hag đã thay đổi cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng của mình trong bối cảnh Cristiano Ronaldo muốn ra đi. Mặc dù tuyên bố rằng CR7 vẫn nằm trong kế hoạch mùa sau, nhưng Erik Ten Hag và MU muốn chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Tân huấn luyện viên của MU luôn muốn tăng cường hỏa lực để có thể giúp MU cạnh tranh với Liverpool và Man City mùa sau. Mùa trước hàng công của MU phụ thuộc rất nhiều vào Ronaldo. Paul Pogba khiến cổ động viên MU nổi giận. Paul Pogba đã trở lại Juventus sau khi hết hợp đồng với MU. Anh đã ký hợp đồng 4 năm với bà đầm già và chấp nhận giảm lương đáng kể. Mới đây, Paul Pogba đã có chia sẻ đầu tiên sau khi gia nhập câu lạc bộ Serie trở lại như chưa từng rời khỏi đây. Các cổ động viên của MU không hài lòng về tuyên bố đó và quyết định chỉ trích tiền vệ người Pháp trên mạng xã hội. Một số người bắt bẻ rằng đúng là Pogba chưa bao giờ cho thấy sự hiện diện của mình trong những năm tháng khoác áo MU. Một cổ động viên nói, Nói đúng đấy, vì anh ta chưa bao giờ hiện diện ở MU cả. Giờ cậu ta là vấn đề của các bạn đấy, Juventus. Ten Hag tìm được điều MU khao khát suốt nhiều năm qua. Đối đầu với Liverpool trong khuôn khổ giao hữu trước thềm mùa giải mới, MU đã dễ dàng mang về chiến thắng tưng bừng 4-0. Dưới sự chỉ đạo của tân huấn luyện viên trưởng Eric Ten Hag, quỷ đỏ trình diễn một bộ mặt khởi sắc hơn hẳn dù vẫn còn những trịch trọc cần phải cải thiện. Chứng kiến chiến thắng giòn giã của đội chủ sân Old Trafford trên đất Thái Lan, những người yêu mến MU cảm thấy vô cùng phấn khích. Trên trang Twitter cá nhân, cựu danh thủ Rio Ferdinand không ngần ngại dành những lời khen cho Eric Ten Hag và các cậu học trò. Rio, Rio Ferdinand chức tự hào về màn trình diễn của quỷ đỏ. Hôm nay tôi đã thấy một vài điều mà MU luôn khao khát có được trong những năm qua nhưng chưa bao giờ chạm tới. Trước đây đội bóng hiếm khi tạo ra được những màn trình diễn ấn tượng như vậy sau tất cả đó chắc chắn là một ngày tuyệt vời. Tôi cảm nhận được tầm nhìn chiến lược của Ten Hag khi ông ấy đứng ngoài đường biên. Chiến thắng 4-0 trước Liverpool giúp MU mang về chiếc cúp đầu tiên dưới thời tân thuyền trưởng người Hà Lan. Mặc dù mang tính chất của một trận giao hữu, nhưng chắc chắn kết quả này sẽ là động lực giúp các học trò của Ten Hag giữ bỏ được áp lực sau mùa giải bết bát đã qua. Tuy nhiên, sau thắng lợi tưng bừng, Ten Hag lại cảm thấy chưa thực sự hài lòng về những gì thể hiện của toàn đội. Ông khẳng định các cầu thủ vẫn để lộ ra những sai lầm và cần thêm rất nhiều thời gian để khắc phục. Màn chạm trán với Liverpool mới là trận đấu đầu tiên của quỷ đỏ trong mùa hè năm nay. Vì vậy, khó có thể yêu cầu các cầu thủ đạt đến độ hoàn hảo trong từng pha bóng. Sau khi nhìn vào mặt tích cực, rõ ràng đã có những sự tự tin nhất định trong lối chơi của Sancho, Matian hay Ed. Những cái tên liên tục phải đón nhận cơn bão chỉ trích ở mùa giải trước. Lúc này huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn đang nỗ lực trong hành trình xây dựng và định hình lại phong cách cho đội chủ sân Old Trafford. Bên cạnh việc giáo diết tìm kiếm những tân binh để củng cố chất lượng đội hình, chiến lược gia người Hà Lan cũng đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài sân cỏ nhằm ổn định phóng thay đồ và ép các cầu thủ vào khuôn khổ nhất định. Sancho hóa rồng dưới bàn tay của Ten Hag. Erik Ten Hag đã được phát hiện hét vào mặt ra đường Sancho trong buổi tập trước trận giao hữu của Quỷ đỏ với Liverpool. Và tuyển thủ anh đã phản ứng lại, máy sấy tóc theo cách tốt nhất có thể bằng cách ghi bàn mở tỷ số cho MU. Sancho đã được ký hợp đồng dưới thời Sơn Sa cho MU, nhưng không thể hiện được nhiều dưới thời Sơn Sa và Rangnick. Cựu hậu vệ của Quỷ Đỏ, Wes Brom là một fan hâm mộ của Sancho và gần đây đã nói về anh như thế này: "Tôi có thể thấy gia đường Sancho sẽ tiếp tục phát triển dưới thời Ten Hag, đó là bóng đá. Bạn biết mình phải làm gì, chỉ là bạn có đủ tự tin để làm điều đó hay không?" Cậu ấy là kiểu người có thể đưa các hậu vệ đến chỗ cậu ấy để tạo khoảng trống ở một nơi khác. Các đội hàng đầu luôn có kiểu cầu thủ đó, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy có thể là chìa khóa cho mùa giải mới. Thay đổi lớn của MU dưới thời Erik Ten Hag Chiến thắng của Man U trước Liverpool không mang quá nhiều ý nghĩa, đây thực chất chỉ là một trận giao hữu. Chính huấn luyện viên Erik Ten Hag cũng thừa nhận chúng tôi không quá coi trọng kết quả này. Sau huấn luyện viên người Hà Lan sớm đặt dấu ấn rõ ràng lên phong cách của MU đội chủ sân Old Trafford chơi bóng bài bản hơn và có thể triển khai chiến thuật theo ý đồ của huấn luyện viên Ten Hag. Sự thay đổi là có trong cách quỷ đỏ tiếp cận trận đấu. Liverpool sử dụng đội hình chấp vá trong hiệp 1, ngược lại Man U tung ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất với những cầu thủ trụ chốt như Bruno Fernandes, Rafa Varane hay là gia đường Sancho. Việc MU ghi 3 bàn trong hiệp 1 cũng xuất phát từ hai pha bóng lỗi của hàng thủ Jacob. Tuy nhiên, Cách MU triển khai bóng từ phần sân nhà lên sát khung thành đối phương thật sự rất ấn tượng. Huấn luyện viên Ten Hag muốn xây dựng lối chơi kiểm soát, truyền nhanh và trực diện. Đó là lý do ông yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập truyền bóng ngay từ khi đặt chân tới Old Trafford. Dưới thời Ten Hag, Ajax thống trị thời lượng kiểm soát bóng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngược lại, MU kiểm soát bóng trung bình 52%, chỉ hơn 5 câu lạc bộ ở ngoài hạng Anh mùa giải vừa qua. Vì thế, Eric Ten Hag muốn cải thiện điều này. Trong trận gặp Liverpool, các cầu thủ MU phần nào thích nghi dần với mong muốn của vị huấn luyện viên 52 tuổi. Tình huống thấy rõ nhất trong cách MU triển khai bóng diễn ra ở phút 3 năm. Xuất phát từ David Dega, ngay khi cầu thủ Liverpool pressing, hai trung vệ Victor Lindelof và Rafael Varane liền tách ra để tạo khoảng trống. Khi ấy bóng dễ dàng được luân chuyển sang trái cho Lindelof. Lúc sau là người nhận bóng tiếp theo trước khi phát dài lên phía trên cho Bruno Fernandes. Sau vài nhịp giữ bóng, tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến để ra đường Sancho băng xuống nhận bóng. Cùng thời điểm Fernandez truyền, Diogo Dalot nhanh chóng lao về phía trước theo hướng tấn công đồng thời với Sancho. Sau đó cựu sao Dortmund tỉa bóng xuống cho Dalot xâm nhập vùng cấm và bóng kết thúc bằng cú rút rụi cột dọc của Dalot. Ý đồ của Ten Hag với những pha chuyển liên tục, phản ứng nhanh và cầu thủ thứ ba di chuyển được phát họa rõ ràng trong pha bóng này tính cả thời gian bóng rời chân đề ga tới khi đa lốt tung của dứt điểm quyết đoán, MU chỉ mất khoảng 17 giây để triển khai bóng từ bên sân nhà tới đầu sân bên kia. Một cách chơi nhanh, gọn gàng, đặt sự hiệu quả và tính chính xác lên hàng đầu. Huấn luyện viên Ten Hag chú trọng cải thiện việc kiểm soát và truyền bóng trong những buổi tập đầu tiên ở MU. Ông yêu cầu các học trò truyền bóng tới một chân cố định của đồng đội. Thời gian đầu, các cầu thủ thường truyền sai đến mức Ten Hag tỏ thái độ không hài lòng. Nhờ những bài tập như vậy dàn sao MU có thể áp dụng tốt vào trận đấu, đây thật sự là thay đổi lớn ở MU. Chiến thắng trước Liverpool không nói lên nhiều điều, dù vậy có thể thấy được MU đang thay đổi, của cách mạng về mặt nhân sự và chiến thuật cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhưng ít nhất, Ten Hag có ý đồ rõ ràng và hứa hẹn có thể giúp quỷ đỏ chơi bóng đúng nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!